Kể Thuyến. Thuyến. Anh Bường, em tưởng anh còn phải lo thu xếp đồ đạc. Tối nay thôi, đơn vị sẽ lên đường. Đúng là tối nay đơn vị sẽ hành quân Thuyến à. Nhanh thật đấy. Mới thế mà đã một thời gian rồi. Thuyến ơi, những ngày qua anh được bà con làng Yên Bình, mẹ Muộn và Thuyến chăm sóc nhường cơn xẻ áo những lúc đói lòng. Tình cảm đó anh không sao quên được Thuyến à. Vậy mà tối nay thôi, anh đã phải rời xa nơi này, xa xóm làng thân thuộc, xa mái đình cây đa bến nước, xa bóng hình người con gái thân quen. Anh Bường nói gì lạ vậy? Thuyến ơi, ngay buổi ban đầu gặp em trên quê hương Yên Bình yêu dấu, trong đêm giao lưu văn nghệ, với lời bài hát từ nguyện thân thương, dáng vẻ mảnh mai và ánh mắt đượm buồn đã gợi trong anh bồi hồi sao xuyến. Câu hát cất lên từ bài ca từ nguyện sẽ mãi trong tim anh suốt những năm tháng ở chiến trường. Thuyến, Thuyến ơi, em có hiểu lòng anh không Thuyến? Anh Bường cũng vui tính thật đấy. Mới có một thời gian đơn vị đóng quân ở nơi đây, thế mà hóa ra anh Bường cũng là người đa sầu đa cảm. Đó là sự thật Thuyến à. Anh cũng không định nói ra đâu. Anh muốn chôn giấu tình cảm đó thật sâu, nhưng không hiểu sao anh lại không giấu được. Mà trong cuộc chiến này nào ai biết trước số phận thế nào, sống chết ra sao. Chiến tranh, chiến tranh, em mong cho chiến tranh không còn nữa.
để những người mẹ không phải xa con, những người vợ không phải xa chồng, để đất nước được yên bình, no ấm. Điều đó là đương nhiên thế nào. Nhưng lúc này anh không muốn nói về cuộc chiến, mà chỉ muốn nói về mình, về tình cảm riêng anh. Thế nào, em như hoa nở trên cành, lung linh tươi đẹp, trong lành dịu êm. Tường bóng y mờ y hình, đêm năm canh khát khao chờ mắt tường bóng y mờ y hình, cho lòng sống sang đông đầy nỗi nhớ, khao khát mong chờ trao gửi tình yêu sớm chiều, vơi bớt hoành kỳ nghỉ hiu nghỉ kỳ nghỉ nghỉ. Em đâu dám mơ tròn câu duyên nợ, hỡi người ơi, phải hành quân đi nơi khác. Thuyến ơi, em có hiểu lòng anh không? Thì anh Bường đừng làm thế. Thuyến ơi, anh muốn được ôm em một lần. Vì tối nay thôi, anh đã phải rời xa nơi này. Và cũng có thể là mãi mãi, mãi mãi không bao giờ anh gặp em được nữa. Thuyến ơi. Anh Bường. Cẩn thận, rõ chưa? Rõ. Ê, không phải rắn thật đâu thủ trưởng ơi. Ô, hay cái cô Duyên này. Rắn gì?
Không phải rắn thì là gì hả? Rắn người. Ôi giời, làm gì có rắn người. Tôi đề nghị cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Đúng rồi. Rắn người là sao? Ai ở trong đó? Ai ở trong đó? Cái thuyền và anh Bường. Ôi trời ơi, chúng nó đang say nhau như điếu đổ vậy. Chỉ có một thời gian đơn vị về đóng quân ở đây, vậy mà chúng nó tỏ tình hơn. Ôi chết thật. Chết thật. Chết. Như thế này thì không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Chắc chắn, chắc chắn cậu ấy sẽ phải. Phải chỉ là thật nặng thưa thủ trưởng. Phải chỉ là thật nặng. Cô Duyên. Dạ. Cô có chắc chắn là cậu Bường ở trong đó không? Không tin anh cứ gọi anh Bường và cái Thuyến ra đây là biết ngay mà. Gọi ra đây. Đề nghị cậu Bường ra ngoài này ngay. Này, làm gì có ai? Có ai đâu nhỉ? Hay là cô Duyên nhìn nhầm? Nhầm là nhầm thế nào? Đây chính là tang chứng vật chứng, cái Thuyến và anh Bường hủ hóa với nhau. Chết thật, chết thật. Đúng rồi. Không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận. Thôi được rồi, bà con cứ bình tĩnh, đây là chuyện tế nhị. Cậu nào đi gọi bà Muộn về đây cho tôi. Dạ, thưa thủ trưởng, để em ạ. Thôi, chẳng có gọi việc gì hết. Cứ chó thôi à. Đưa lên ủy ban, ảo ủy ban á, cái gì cũng giải quyết hết. Giải quyết hết, đúng không? Cái gì mà chả giải quyết được. Tôi đây. Có chuyện gì mà mọi người tụ tập nhà tôi đông thế này? Dạ thưa mẹ, chúng con... Chuyện gì mà ấp úng vậy Dư? Dạ chúng con... Dạ thưa bác, chuyện này đồng trời lắm bác ạ. Là chuyện gì? Dạ cháu không muốn làm cho bác sốc, nhưng mà nó kinh khủng lắm bác ơi. Là chuyện gì vậy? Chuyện đồng nghi trời. Chuyện đồng nghi trời. Có chuyện này, có chuyện gian dâm đang, có chuyện mây mưa kia. Làm gì hả Dư? Dạ thưa mẹ, phải lập biên bản rồi bắt hai người ký vào đó. Đúng rồi. Lập biên bản để làm gì? Dạ thưa, đây là kỷ luật quân đội, chỉ còn một giờ nữa thôi là chúng con phải lên đường, nhưng trước tiên phải kỷ luật cậu Bường rồi báo cáo lên cấp trên trước khi chúng con hành quân vào Nam chiến đấu. Anh Bường không thể đi được. Theo em ấy, anh cứ trói hai người lại. Kiều Duyên, đưa lên ủy ban. Ở đây là ủy ban, cái gì cũng giải quyết tất, có phải thế không ạ? Chị Duyên. Dạ. Ủy ban là nơi giải quyết việc làng việc nước. Còn chuyện này xảy ra trong nhà bác, cứ để bác tự giải quyết. Thôi, mọi người về hết cả đi. Cả các con nữa. Về chuẩn bị hành lý còn lên đường. Sao lại về? Nhớ viết thư về cho bác nhá. Kiểu mẹ, con là thủ trưởng đơn vị, nếu không lập biên bản vụ này, con sẽ bị cấp trên kỷ luật. Đúng rồi, đúng đấy. Dư, không ai kỷ luật được anh cả. Kiểu mẹ muộn. Ai làm nên tội, người ấy phải chịu tội. Dạ, thưa thủ trưởng, cái tội hù hóa của cậu Bương là rất nặng. Vi phạm nghiêm trọng vào chính sách hậu phương, quân đội. Đúng rồi. Hậu phương hay quân đội cũng đều là con dân đất Việt. Bác nói thật nhá, chuyện thằng Bường ngủ với con Thuyến là do bác cho phép. Ôi trời ơi, khủng khiếp quá. Cậu tiếp tục. Sao lại có chuyện thế được?
Sao? Mẹ cho phép à? Đúng. Bác chủ động đưa bò lên đồi sớm để hai đứa ở nhà được thoải mái tự nhiên. Ôi trời ơi, không thế nào mà tin nổi. Đời thủa nhà nào mẹ chồng lại cho con dâu ngủ với người đàn ông xa lạ bao giờ. Đúng rồi. Tin. Tin hay không là việc của chị. Còn cho phép chúng nó ngủ với nhau là quyền của tôi. Kìa mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy ạ? Đúng rồi, tại sao mày? Tại sao ư? Thằng Vân cưới con Thuyến được một tuần thì khoác ba lô vào Nam chiến đấu. Đến bây giờ đã mấy năm rồi mà không có lấy một dòng thư. Không biết nó sống chết ra làm sao. Kìa mẹ, chắc cậu ấy còn phải lo chiến đấu mẹ ạ. Sư, bác hỏi con nhá. Tôi hỏi mọi người nhá. Chiến tranh ác liệt thế này, liệu thằng Vân nhà tôi còn sống mà trở về hay không? Cả các con nữa. Tất cả các con. Cả thằng Bường nữa. Liệu còn sống mà trở về hay không? Hay vùi xác nơi rừng xanh núi đỏ. Bác thấy thằng Bường và con Thuyến quý mến nhau nên bác cho phép thằng Bường được làm đàn ông trước khi ra mặt trận. Sướng hay. Mong thằng Bường và con Thuyến có một mụn con. Kìa, nhưng thưa mẹ. Dư, con ngạc nhiên lắm sao? Kìa. Mong muốn của bác quái gở lắm sao? Nếu thằng Bân không về, con Thuyến không có con, thì mãi mãi hai người đàn bà cô độc sống lay lắt héo hắt gầy mòn cạn kiệt cho đến chết. Còn ngôi nhà này sẽ thành nấm mồ hoang vùi xác hai người đàn bà quá bùa. Trời ơi, tôi nói đến vậy mà mọi người không hiểu sao. Về hết cả đi. Về hết cả đi. Về thôi bà con ơi. Thôi đi về đi. Em nào đi về đi. Các đồng chí. À. Chào mẹ muộn. Rồi về kiểm tra lại quân tư trang trước khi lên đường. Dạ. Chào mẹ, chúng con đi. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe mẹ nhớ. Cảnh tình chớ treo này.
Dạ thưa mẹ, con là kẻ có tội, con là kẻ đốn mà, con là kẻ đang chết mẹ ơi. Anh hãy đứng lên đi. Nếu mẹ không về kịp, con không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Con xin mẹ thứ tha cho con tội lớn nào. Thưa mẹ, nếu biết Thuyến là con dâu của mẹ thì không đời nào con dám. Lúc nãy nghe mẹ nói, con mới biết Thuyến là con dâu của mẹ, là vợ của anh Bân. Con thật có tội với mẹ, có tội với anh Bân mẹ ơi. Sao? Nói như vậy là anh không biết con Thuyến đã có chồng ư? Thưa mẹ, hôm con mới đến, con có hỏi Duyên về Thuyến. Duyên nói Thuyến là con gái của mẹ. Rồi con với Thuyến đến với nhau như một định mệnh. Tội lỗi vô cùng, nhục nhã vô cùng mẹ. Chuyện đã xảy ra rồi, đừng than thở nữa. Anh đứng lên đi. Anh Bường, quê anh ở đâu? Dạ thưa mẹ, con ở Vũ Thư Thái Bình mẹ. Mẹ ơi, con sẽ mang cái ơn này của mẹ đến lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ. Tất cả các đồng chí, điểm danh trước khi lên đường. Đến giờ hành quân rồi đấy, anh đi đi, anh đi đi. Mẹ ơi, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Con lạy mẹ, con đi. Đi đi. Bường ơi, cố gắng đừng chết. Chị Thuyến, chị hãy ra đây. Thank you.
tôi có giết chết chị cũng không rửa sạch được nỗi nhục này. Hồi bố thằng Bân hy sinh, tôi mới có 26 tuổi. Tôi cũng trải qua những giây phút thèm muốn tột cùng, tưởng chừng như không cưỡng lại được. Tôi hiểu chị, hiểu trên dưới, trong ngoài, người đàn bà trẻ xa chồng. Chị làm như thế này là sai rồi, sai rồi chị Tuyến à. Mẹ ơi, con không đáng sống, con không đáng sống. Dừng lại Tuyến, con có bị điên không hả Tuyến? Con mà chết thiên hạ khắc sâu ngàn đời bia miệng. Ngã rồi phải biết đứng dậy làm người tử tế chứ. Mẹ ơi, nhưng nhục nhã quá, con không dám bước chân ra ngõ đâu, nhục lắm mẹ ơi. Biết nhục là tốt rồi, còn dư luận xóm làng con cứ để mẹ lo. Thuyến, bây giờ hãy tĩnh tâm lại, giữ sức khỏe để còn sống. Mẹ Thuyến, mẹ ơi. Được đấy hả con? Mẹ đi chợ về ạ. Ờ. Con đang vẽ bố Bân đấy à? Dạ. Ừ, mẹ thấy bức chân dung này thật giống và thật đẹp đấy. Không giống, bị hỏng đôi mắt nè. Sao thế hả con? Mắt bố to, nhìn thẳng, sáng như sao. Con vẽ hơi nhỏ, bị lệch so với khuôn mặt của bố đấy mẹ ạ. Thế sao con vẽ nhiều chân dung của bố Bân thế? Dạ, vì con chưa vẽ được bức nào hoàn chỉnh. Cứ vẽ đến mắt là lại bị hỏng ạ. Sao thế con? Con cũng không biết nữa ạ. Cứ mỗi lần nhìn đôi mắt bố trong ảnh, con lại có cảm giác lạnh lạnh mẹ ạ. Bố nhìn con bằng ánh mắt xa lạ, lạ lùng, khó hiểu. Nhiều lúc con tự hỏi lòng mình, không biết có phải đôi mắt của bố không nữa. Mẹ ơi, bố con đi mãi không mì về ấy để con thầm hỏi bây giờ bố con ở nơi đâu. Ơi con mì, con ước ao cầu mong gặp bố nỗi lòng. Thời là con mong mi đợi bao năm dòng bố con đi về, trong thương nhớ mà để đêm ngày ấy đêm ngày bên con. Ơi tình tình sâu, tình sâu trời nghĩa nặng, con mong. Mẹ ơi, sao bố đi mai không về thế hả mẹ? Ừ, thì mẹ đã nói với Được bao nhiêu lần rồi. Bố đi làm nghĩa vụ, mà nhiệm vụ của bố thật là cao cả. Có khi phải đến lúc già mới được nghỉ ngơi. Thế ạ? Lúc ấy, Được tha hồ gần bố nhá. Dạ. Ừ. Mẹ ơi, mẹ cho con hỏi nhé. Sao? Dạ, có phải bố con là tình báo của ta đang hoạt động ở nước ngoài, phải không hả mẹ? Ai nói với con thế? Dạ, chú Bình kể cho con nghe về tình báo của ta. Họ tài tình lắm mẹ ạ. Ngay đến cả người thân trong gia đình cũng không biết họ là ai, đang làm gì và ở đâu. Con nghĩ
Chắc bố con là tình báo đấy mẹ. Này, cấm được đi khoe lung tung, bố là tình báo đấy nhá. Dạ. Nói chưa? Mẹ ơi. Ơi. Mẹ lại cho con hỏi nhá. Gì nữa? Dạ. Sao cái cô Duyên ấy lại cứ bảo bố con tên là Bường, không phải tên là Bân hả mẹ? Kìa được. Con đừng nghe cô Duyên. Cô ấy là chúa đặt điều cái làng này. Đánh đá nữa, cả làng cả xã không ai chơi với cô ấy đâu. Đừng nghe cô ấy nhá. Dạ. Bà ơi. Hả? Thế có phải bố con tên là Bường không hả bà? Con vào đây. Vào đây bà nói cho con nghe chuyện này. Nào, ngồi xuống đây. Thì hồi bà đẻ bố cháu ấy, bà gọi là cu Bường cho dễ nuôi. Thế ạ? Thế rồi ông cháu lại gọi là Bân, vì lúc đó là rét nàng Bân. Thế hả bà? Ừ, dạ. Mà con gọi là Bân cũng được, Bường cũng không sao nhá. Dạ, vâng ạ. Được nhá. Con, trời sắp tắt nắng rồi, con vào lấy bóng ra chơi với các bạn đi. Dạ, con chào bà. Ừ, con chào mẹ ạ. Ừ, ừ. Mẹ ơi, có lẽ đến lúc phải nói thật mọi điều cho Thành bé rồi mẹ à. Con không đành lòng mỗi khi cháu nó hỏi bố đâu. Không được đâu con. Mẹ không muốn nó chịu thêm nhiều áp lực khi biết được sự thật về thân thế của mình. Nhưng phải chờ đến khi nào hả mẹ? Kiều Thuyến. Mẹ ơi, đã bao lâu trong âm thầm lặng lẽ nhìn thằng bé bần thần mà lòng dạ con đau. Dẫu biết thời gian như nước chảy qua cội, nhưng mọi chuyện mãi ngày cũng phải sang nghi tỏ nghi. Thuyền ơi, con hãy cứ an nghỉ lòng. Chuyện cứ tạm thời gác lại, lúc nào thích hợp ta sẽ nói sau. Dạ. Vào trong nhà nấu cơm đi con. Dạ vâng ạ.
quê hương ta đây rồi, từng gốc lúa bờ tre xóm làng thân thuộc, bãi mía nương dâu xanh ngắt một khoảng trời. Tôi nhớ những đêm bên cánh võng du hời, từng lời mẹ hát trọn đời bên con. Mẹ ơi, dẫu cho nước chảy đá mòn, nơi chôn rau cắt rốn, con vẫn còn khắc ghi. Mẹ ơi, dẫu cách biệt lòng con vẫn nhớ nghĩ nơi quê nghèo đi. Sớm ít chiều con còn có mẹ nhớ thua nghĩ. Con thơ ngồi lưng châu sao ý thôi vì thời là con đi vẫn đi nhớ điều treo quê ta nghi tiếng sao diều vèo von bài ca dao như tiếng mẹ ru âu lúc trẻ thơ nằm trong nôi nhỏ. Hoài đời mong ngày trở về. Chú hỏi ai ạ? Ôi, đôi mắt. Ôi, có phải đôi mắt của bố? Bố! Này, cháu là con nhà ai ở làng này? Bố ơi, con là Được, thằng Được mà mẹ kể cho bố nghe trong những bức thư đấy ạ. Thằng Được mà mẹ vẫn kể cho bố qua những lá thư à? Dạ. Ngồi xuống đây chú bảo. Bố. Đây, có cái này rất hay cho cháu đây. Dạ. Đây rồi. Chết rồi, chú cất. Đây. Dạ. Rất hay. Đây, tặng cháu. Ôi, cây bút. Dạ, con xin bố ạ. Ôi, cây bút đẹp quá. Cả cái làng này không ai có cây bút đẹp như thế này đâu ạ. Bố ơi, bố, con yêu bố nhiều lắm ạ. Bố, ba ơi, ba, bố về. Hả? Bố về mà. Mẹ. Thằng Bân. Mẹ. Bân. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Là con mẹ. Mẹ già đi nhiều quá mẹ ơi. Già vì mỏi mắt chờ con. Chiến tranh qua lâu rồi, sao đến bây giờ con mới về thế hả Bân? Được. Dạ. Con chạy ra bến sông báo với ông Sim là bố con đã về nhá. Dạ vâng ạ. Đi đi con. Con chào bố ạ. Nhớ báo ông Sim nhá. Mẹ. Bân. Con đây. Sao gần đấy năm con chẳng trở về, cũng chẳng có lấy một lá thư để mẹ ngày đêm tủi sầu mong ngóng. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, mẹ hãy tha tội cho con. Có phải chăng con đã quên nơi chôn rau cắt rốn của mình? Dạ, không phải con cố ý muốn quên, mà tất cả là do chiến tranh. Chiến tranh mẹ hả? Chiến tranh. Con nói rõ mẹ nghe xem nào.
Con ngồi đây, nói rõ mẹ nghe. Thưa mẹ, trong trận đánh mở màn chiến dịch, con đã trúng đạn bị thương và phải nằm lại tiền phương. Khi phẫu thuật xong, con mất hoàn toàn trí nhớ. Trời ơi. Con không nhớ nổi tên mình là ai và từ đâu tới. Con cũng không nhớ nổi tên mẹ và tên anh em đồng đội. Thế rồi, con cứ đi vô thức trong rừng sâu. Con kiệt sức lả đi bên dòng suối. Cũng may, con gặp một gia đình dân tộc cưu mang cứu giúp mẹ. Thế à? Thế rồi một lần con không may bị rắn cắn vào chân. Trong cơn thập tử nhất sinh, thì một lần nữa họ lại cứu con. Họ đã đi vào tận rừng sâu lấy lá đắp vào vết thương cho con. Mẹ, người dân tộc người ta nói rằng chính nọc độc rắn đã làm trí nhớ của con thức tỉnh đó mẹ. Trời ơi, thật khổ thân cho con tôi quá. Dạ. Nhưng cũng may, cũng may là con đã trở lại được quê nhà rồi. Ba Muộn, bần... ba Muộn ơi. Ôi giời ơi, ba Muộn ơi. Này, bần đi rồi, bần nó về rồi hả? Ôi giời ơi, chúc mừng, chúc mừng cháu nhỏ. Ôi chào cô, ôi chào chị. Này, sợ khỏe mạnh quá. Trời ơi, khỏe mạnh như thế này luôn sướng. Chúc mừng bà nhá. Trời ơi, ui. Thằng Bần đâu? Thằng Bần đâu rồi? Thằng Bần đâu? Tắt sim đấy. Thằng Bần đâu? Thằng Bần đâu? Thằng Mân! Bác ơi! Ông xin bác! Đúng là thằng Mân, cháu đích tôn của tôi đây rồi! Bác ơi! Em xin bác bỏ cái cây gậy này xuống! Em sẽ khỏi xuống! Thì Muộn! Dạ! Anh em tôi đang mải vây bắt con lợn cho mụ thắm béo! À. Thằng được đến tin thằng Mân về! Anh em tôi phấn khởi quá! Phi đến luôn! Cháu là Mân. Đây à? Dạ! Con chào bác ạ. Chào bố anh. Dạ. Mất mặt bao nhiêu năm rồi, giờ cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về. Dạ. Để bác xem nào. Chà chà, không thay đổi nhiều lắm. Rắn rồi, khỏe khoắn lắm. Dạ. Để nguyên. Dạ, kìa bác. Chân tay còn lành lặn nguyên. Dạ. Tốt rồi, tốt lắm. Vào đây. Dạ. Vào đây bác bảo, vào đây. Vâng, cháu đây ạ. Vào đây. Dạ. Kìa bác. Cái ấy còn nguyên chứ? Kìa. Rồi. Dạ. Con ông. Dạ thưa bác là cháu còn nguyên mà. Này. Còn nguyên anh cũng phải để tôi kiểm tra nhá. Dạ. Ngộ nhớ bom đạn nó tiện mất cứu rồi cũng nên. Kìa, bác. Dạ, tôi bác ơi, dạ con xin bác. Dạ con còn nguyên dạ. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh là cháu đích tôn của cả cái dòng họ này. Tôi phải kiểm tra mọi chỗ, mọi nơi. Này, lần này tôi phải lấy cho anh con vợ nó hẳn hoi tử tế. Bác ơi. Chứ không thể để nó gieo cà, ra ớt. Chẳng phải giả cầy, mà lại có vị mắm tôm. Kìa bác ơi. Dạ, bác nói thế có nghĩa là sao ạ? Sao mới rằng cái gì? Anh đi biển biệt. Chẳng chịu thư từ gì về cả. Ở nhà ấy, vợ anh, cháu dâu tôi đây này. Bác xin. Nó vui chơi rồi là. Bác xin mà em lạy bác. Xin bác. Tôi nói ra mày anh cứ bênh nó chằm chặp. Không để mày anh tôi tống cổ nó ra đường từ lâu rồi. Bác ơi, dù sao cháu nó mới về. Có chuyện gì ta để bàn tính sau. Đúng được không? Rồi, cháu nó mới về. Ông cứ để sau. Thôi được rồi. Cái việc nó còn nguyên ấy, tôi tạm thời tin nó. Nhá. Nhưng việc lấy vợ thì không thể chậm trễ. Kìa bác. Ngay ngày mai, thím phải sắm cho tôi đủ lễ rồi. Tôi sao tôi còn nói chuyện với người ta. Kìa. Dạ. Anh Bân. Dạ. Anh xuống đây. Dạ, cháu đây ạ. Tôi phải lấy vợ cho anh. Dạ. Để nó về cái nhà này nó làm dâu. Vâng ạ. Chứ không thể để dòng họ nhà ta tuyệt dòng, tuyệt giống. Anh nghe đây, lần này tôi nhất định sẽ phải cưới cho anh bằng được. Anh đừng mong hỗn xược, anh dám cãi lời tôi đấy có phải không? Kìa bác, tôi mong cho anh được yên bề gia thất này. Anh phải đâu chuyện đùa, anh phải nghe tôi.
anh đừng nghĩ có nhiều người. Anh phải nghe tôi. Dạ vâng ạ. Anh đừng nghĩ có nhiều người, nghe không? Dạ thưa bác, mấy hôm nữa thư chuyện con sang hầu chuyện bác sau ạ. Dạ vâng, mấy hôm nữa cháu nó sang ạ. Anh ấy vừa về. Thôi được rồi. Dạ. Thế muộn này. Dạ. Cái việc cưới vợ cho thằng Bân tôi đã quyết định rồi. Mẹ con thím không nghe lời tôi ấy. Kìa bác. Dạ. Thì từ nay giờ đi và từ giờ trở lại không có họ hàng tôi thích. Kìa bác. Hai chú về. Kìa bác ơi. Bác Sim. Ôi giời ơi. Gâm chết cái ông Sim này, ông ấy gia trưởng quá. Mà thôi, cũng vì giống nòi ông mới như thế. Này, chúc mừng mẹ con bà ấy đi, con về. Em chúc mừng anh ơi. Bà chúc mừng đi. Trời ơi, chúc mừng cháu cho bà ơi. Dạ ơi. Bà ơi, chúc mừng bà nhá. Vâng ạ, con đi về đây. Đồng áng ngoài kia đang đợi. Cảm ơn ạ, cảm ơn cô. Mẹ, vợ con, dạ, cô ấy đâu rồi ạ? Em đây. Thuyền. Sự phản bội là thằng bé vừa đứng trước mặt tôi có phải không? Bố nó là ai? Giờ này ở đâu mà để cô nuôi con một mình vậy? Bố nó cũng là bộ đội, hy sinh ở chiến trường rồi con à. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Em có tội với anh. Anh hãy dằn vặt em cho thỏa dần, anh ơi. Ngày xưa, em là người con gái xinh đẹp, chịu thương chịu khó. Tôi đã yêu em bằng cả trái tim. Vậy mà, em nỡ phản bội tôi. Phản bội tình yêu hạnh phúc ở nơi tôi. Em biết tội của em. Tội lỗi này sẽ là chiếc thòng lọng thít chặt cổ em suốt phần đời còn lại. Tội lỗi này cũng sẽ là vết nhơ khắc trên bia mộ khi em nhắm mắt xuôi tay. Anh ơi, xin anh tha thứ cho lỗi lầm. Hỡi anh ơi, lòng em cay đắng chứ muôn phần nhớp nhơ này em chọn kiếm mà để âm mì thầm âm thầm mang theo mong anh đoái thương tình em dòng lòng tha thứ tôi tình đi này. Tại sao trên đất nước này có hàng triệu người phụ nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi chồng vững vàng bước qua cuộc chiến tranh. Còn em, sao em không làm được như họ? Tại sao? Tại sao thế hả Thuyến? Bân, mọi chuyện dù sao cũng xảy ra rồi. Lúc này không phải là lúc trách móc con ạ. Vậy là lúc nào hả mẹ? Lúc nào hả mẹ? Con đã nhận thẳng được là con đẻ của mình.
bao năm nay, nó vẫn tin con là cha của nó. Nó yêu thương, kính trọng và thần tượng con vô cùng. Nó đã vẽ hàng chục bức chân dung của con. Bân ơi, mẹ đề nghị như vậy bởi vì mẹ không muốn thằng Được bị tổn thương, bị mất niềm tin ở cuộc đời này, mất niềm tin vào những người thân yêu của nó khi nó còn đang ở độ tuổi ăn chưa no mà lo chưa tới. Mẹ xin con đấy. Mẹ ơi, Bân... cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi mẹ ạ. Mẹ bảo con phải giấu như thế nào đây ạ? Nhưng không phải nói ra lúc này. Chờ đến khi nó đủ khôn, đủ lớn để hiểu rõ nguồn cơn, chúng ta sẽ nói ra hết cho nó hiểu. Mẹ xin con, Bân ơi, đủ. Con nhận đi. Thằng Được là đứa trẻ vô tội rất đáng thương. Nhưng... trời ơi, nếu con không nhận, thằng Được sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Cuộc đời nó sẽ thế nào khi sự thật phơi bày như một vết dao chém ngang lưng nó? Mẹ xin con nhận đi Bân. Kiệt, Bân ơi, Bân... mẹ, con có thể nghe mẹ mọi điều mẹ hả? Con nghe mẹ. Nhưng việc nhận thằng Được làm con của con thì con xin lỗi mẹ là không bao giờ, không bao giờ mẹ ơi. Đã là đêm thứ năm anh nằm ngoài này rồi. Vào nhà đi anh, ngoài này nhiều muỗi lắm. Cuộc đời bộ đội của tôi quanh năm sống trong rừng sâu, nên tôi coi muỗi và côn trùng là bạn rồi. Cô vào nhà đi nghỉ đi. Tôi ngồi ngoài này nhìn lên bầu trời đầy sao, xem ngôi sao nào chiếu mệnh cuộc đời tôi. Nhưng đây là nhà anh. Anh đã về với mẹ, với em. Xin anh hãy làm con, làm chồng như bao người đàn ông khác. Chồng à? Không, không! Cô đã cướp mất cái quyền làm chồng của tôi từ lâu rồi. Từ cái ngày mà tôi ra chiến trường giết giặc ấy, cô đã không còn nữa sự trong trắng và trinh nguyên. Cô có biết không? Đã nên ý nhân nghĩa vợ chồng ý, xa nhau nghĩ chờ đợi những mong ý chung ý. Ai thấu tỏ
trách ai nuốt lời nghi, quên câu thề nguyện đi gây nên đi nỗi nghi. Giờ đây không tròn đi câu duyên thắm mi, vội nồng mi chát đi đăng đi, sao lỡ đành gieo sầu hận cho nhau. Để lòng mi tê tái nghĩ quằn đau nghi, trách những ai gieo sầu, để lòng mi tê tái quằn đau nghi. Đàn kia giờ đây lỡ phím trùng nghi, dây nát tan câu nghi sắt. Chữ đá vàng sao lỡ vội quên. Đừng vậy nữa anh. Những đêm anh ở ngoài này trong nhà, em không sao ngủ được. Thương anh, hận mình, em chỉ biết khóc thôi. Khóc? Nước mắt của cô có mặn chát như cuộc đời của tôi không? Xin cô đừng khóc nữa. Vì suy cho cùng, nước mắt cũng chỉ là nước mắt mà thôi. Nó đâu phải là nhân phẩm, danh dự, đạo lý của một con người. Nó chỉ có thể làm dịu nỗi đau của chính bản thân cô. Mà chắc gì cô đã đau. Cuộc đời là như vậy mà. Anh cứ sát muối vào lòng em đi, hay làm gì cũng được. Chỉ xin anh hãy vào nhà, đừng để ở ngoài này nữa. Tôi ở ngoài này, gió trời sẽ tẩy rửa và thanh lọc tâm hồn tôi. Ở trong nhà ngột ngạt lắm. Anh Bân, nếu anh không vào nhà, em sẽ đứng đây và thức tròn đêm nay. Cô cứ mặc kệ tôi. Anh ơi, suốt những năm tháng qua, trong trái tim đau khổ này chỉ có một hình bóng anh thôi. Sao? Trong trái tim cô có hình bóng tôi ư? Thế cái khuôn mặt của thằng Được suốt ngày hiện hữu trước mặt tôi thì là hình bóng của ai? Của ai? Vâng, thằng Được là kết quả của tội lỗi. Nhưng nó là đứa trẻ vô tội, nó cũng cần sự yêu thương. Em xin anh hãy dành cho nó tình yêu thương của một con người, để nó có thể sống trong trẻo, hồn nhiên, vô tư như bao đứa trẻ khác ở trên cõi đời này. Anh ơi, lòng em bây giờ tan nát đi, đắng vì cay ơi, ơi,
con thơ dại lòng xót xa nghĩ cứ đêm đêm mắt ướt hoa nghỉ xin anh mở lòng đoái thương tình con thẳng được, nó là đứa trẻ vô tội rất đáng thương. Nó xứng đáng nhận tình cảm từ tất cả mọi người. Nhưng tôi không làm được những điều như họ. Nhưng cũng không vì thế mà tôi chuốc hết oán hờn lên tâm hồn trẻ thơ của nó đâu. Em biết, cốc nước đổ đi sẽ không bao giờ gặn lại được nữa. Tội lỗi của em cũng sẽ không bao giờ chuộc lại được nữa rồi. Nhưng em chỉ mong anh hãy tìm anh sẽ chết trong dần nó như chiếc vòng thắt chặt. Giá như cái thằng cha tên Bường ấy đừng hy sinh thì hay biết mấy. Anh nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là để cho mẹ con cô về sống với người ta, để cho cuộc đời tôi và cô thoát nợ. Tôi không có ý đó đâu. Mà ý của tôi là... Là sao hả anh? Mỗi khi tôi nhìn thấy mặt thằng bé được ấy, thì hình ảnh thằng bố nó lại hiện về, chọc tức tôi như một bóng ma. Những lúc như vậy làm cho trái tim tôi quặn thắt. Bắn kệ mẹ, sao mẹ không vào đi nghỉ đi hả? Mẹ không ngờ mẹ lại có một đứa con hèn như vậy. Đúng, con là thằng hèn. Mẹ hãy tha tội cho con. Anh bảo tôi tha tội cho anh, vậy tại sao, tại sao anh không thể tha thứ được cho vợ anh? Mẹ, anh nói đi chứ, sao anh cứ đứng im như cây gỗ mục chết khô giữa trời vậy? Nói đi, anh nói đi. Ngày xưa, anh là một thanh niên mẫu mực nhất làng. Anh sống ngay thẳng, thật thà, tình nghĩa thủy chung, nhân ái khoan dung. Tuổi trẻ làng này coi anh là một tấm gương. Ai cũng nói là tôi có phúc. Nhưng phúc đâu tôi chưa hưởng được ngày nào, thì anh lại ra đi. Đến khi trở về, anh biến cái nhà này thành nhà vô phúc. Kìa mẹ, con xin mẹ. Tôi chưa từng thấy ai ghen tuông với người đã chết. Sống giữa cuộc đời mà cứ hằn sôi lên với quá khứ của người nằm dưới đất, thì khác nào hồn ma đang tồn tại giữa trần gian. Ma quỷ nhập vào anh, ma quỷ nhập vào anh lúc nào không biết hả Bân? Mẹ
con xin mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ. Cô cứ để cho mẹ nói hết đi. Ngày anh chưa về, mẹ con bà cháu tôi ngày mong đêm đợi, đợi chờ. Nhưng cuộc sống bình yên giữa tình làng nghĩa xóm, giữa sự yêu thương đùm bọc che chở cảm thông, đến khi anh trở về, tôi nghĩ hạnh phúc của tất cả những con người trong ngôi nhà này sẽ được nhân lên gấp bội. Ai dè chỉ thấy xót xa, tủi nhục, ê chề. Từ lúc anh về, ngôi nhà này chìm trong sự u ám nặng nề. Mọi người chỉ cúi gằm mặt xuống, cả ngày lẫn đêm không một tiếng cười mà chỉ toàn nước mắt. Cuộc đời muôn nỗi đắng nghi nghi cay, nỡ tâm mê con dứt bỏ tình này. Người ta sống trên cuộc đời này, phần lớn họ đang sống bằng nỗi đau và nước mắt đó mẹ. Anh đừng ngụy biện nữa. Nỗi đau hay nước mắt cũng do chính con người tạo ra, chứ không phải từ trên trời rơi xuống, từ địa ngục chui lên. Mẹ, mẹ đã nói với anh cạn kiệt mọi điều từ nghĩa tình và tâm lòng người mẹ. Vậy mà anh có biết không, từ hôm anh về, đã bao đêm tôi thức trắng. Mẹ ơi! Đêm hôm qua, tôi đã từng nghĩ, giá như... Giá như sao hả mẹ? Giá như... Có phải mẹ định nói, giá như con không về thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Trời ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Tội lỗi là do con. Con đã đem tai họa đến cái nhà này. Con xin phép mẹ, từ ngày mai con và cháu được sẽ rời khỏi cái làng này, không bao giờ quay lại nữa. Chuyện không được, không đứa nào được đi đâu cả. Trẻ có chỗ trẻ, nút thắt có chỗ cởi. Mẹ còn sống có nghĩa mẹ vẫn là chủ của ngôi nhà này. Không đứa nào được bước chân đi đâu khi mẹ chưa cho phép. Mẹ, con đã làm việc với xã rồi. Ngày mai, con xin phép mẹ, con ra ngoài cánh bãi ven sông để ở. Dạ, coi như con vẫn đang ở làng. Nhưng có lẽ con ở một mình thì sẽ tốt hơn. Con chào mẹ con đi đây ạ. Bân,
Bân ơi, con đi đây. Bân ơi, Bân ơi, mẹ ơi, con yêu và thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Bân ơi, Duyên đây à, tôi quen làm rồi, ngồi chơi thấy nó mệt lắm. Với cả may quá, xin phép xã được ra đây để trông cánh đồng bãi ven sông cô ạ. À? Được trông cánh bờ bãi ven sông, sao anh không nói trắng ra là anh không thể chịu được cái cảnh phải đối diện với cái sản phẩm do vợ anh ngoại tình để lại, nên mới phải ra ngoài này ở cho nó thanh thản. Cô biết nhiều chuyện quá đấy. Các cụ nói rồi, người thông minh thường hay biết nhiều, mà biết nhiều thường không tốt, phải không anh? Không thế. Anh Bân ơi, anh còn nhớ không? Ngày xưa, chính tại bến sông này, em đã nói lời và tôi đã trả lời Duyên mà tôi yêu Duyên. Anh yêu Duyên để rồi Duyên phản bội anh, và để cả cuộc đời còn lại anh lại phải chăm lo cho con của kẻ khác. Giá như ngày xưa chúng mình đến bên nhau thì giờ đâu ra nông nỗi này. Anh kìa Duyên, lòng những đợi chờ bao năm tháng dẫu cho sống bão khát đi qua niềm vui lại được đón đi anh nơi quê nhà. Có chuyện gì không? Có việc rất hệ trọng. Việc gì? Cô cứ nói thẳng ra đi. Anh Bân ơi, tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, và đến bây giờ càng nồng nàn và mặn mà hơn trước. Cảm ơn tình yêu của tôi dành cho tôi, nhưng mà tôi là người đàn ông đã có vợ, còn Duyên là người đàn bà đã... Anh muốn nói Duyên là người đàn bà không chồng mà có con chứ gì? Không, tôi không có ý đó đâu. Việc có con là một tai nạn giữa cuộc đời, gặp phải kẻ sở khanh thì tránh làm sao được. Thôi, vòng vo mãi, tốt nhất là có chuyện gì Duyên cứ nói ra đi, để tôi còn làm việc. Em muốn chúng mình về ở với nhau. Sao? Ở với Duyên á? Vâng, cả em và anh đều còn rất trẻ, chúng mình đều có nỗi đau riêng. Em muốn chúng mình về ở với nhau để hàn gắn chia sẻ những vết thương lòng trong quá khứ,
Vân ơi, anh biết không, em khát khao mong chờ nghỉ được cùng anh. Có chuyện gì thì Duyên cứ nói ra đi, để tôi con đi làm việc mà. Anh Bân, em yêu anh. Thôi. Cô anh đọc... yêu Thuyền đúng không? Nhưng tình yêu của anh dành cho Thuyền đã trở thành ngục tù tối tăm, luôn giam hãm cuộc đời anh, làm cho trái tim anh luôn rỉ máu, làm cho cái đầu của anh cứ nổ tung ra. Càng yêu Thuyền bao nhiêu thì trong tâm anh càng nặng bấy nhiêu. Nếu cứ sống mãi như thế này thì anh sẽ chết đây. Duyên đọc được cả suy nghĩ và tình cảm của tôi, y như cô đang sống ở trong tôi vậy. Vì em yêu anh nên đêm nào em cũng qua khu vườn, và em đã nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và Thuyến. À, hóa ra là như vậy à. Nếu anh và Thuyến hạnh phúc, em sẽ tránh thật xa. Nhưng anh rơi vào hoàn cảnh trái ngang này, em muốn anh vứt bỏ tất cả những buồn vui, hạnh phúc, khổ đau thuộc về quá khứ. Chúng mình hãy làm lại từ đầu, sống cho mình và sống cho nhau anh nhó. Không, nhiều lúc tôi cũng muốn quên đi tất cả để hàn gắn chuyện gia đình, nhưng càng muốn quên, nỗi đau lại càng ùa về. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định sống như thế này đến hết phần đời còn lại. Làm như thế đâu phải sống cho riêng mình mà tự hủy hoại mình đấy. Anh thử hình dung xem, chúng mình sẽ có những đứa con của chúng mình sẽ hàn gắn lại những đắng cay, những trái ngang, những thiệt thòi mà bố mẹ chúng phải gánh chịu. Không! Thì anh... Không! Thì anh làm không. Sao thế? Bân! Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ! Con sao thế? Con không sao mẹ, con không sao. Mẹ! Em về đi. Em về, nhưng em vẫn đợi anh đấy. Em về đi. Mẹ. Bân. Dạ. Mẹ vừa luộc được nồi khoai, con ăn đi cho nóng. Nào. Rồi, ăn đi. Con xin mẹ. Ngồi xuống đây. Bân này. Dạ. Tối hôm qua thằng Được nó đặt biết bao nhiêu là câu hỏi, bắt tôi và mẹ nó phải trả lời. Nào là tại sao bố về mà nhà mình không ai được vui, nhìn ai cũng thấy buồn buồn mệt mệt. Nào là tại sao bố cứ hờ hững với con, lại ra ở một mình coi kho ngoài cánh bãi. Mẹ không biết trả lời nó ra sao cả. Mẹ, có lẽ là phải nói ra sự thật rồi mẹ ơi. Không được đâu con, nó sẽ tổn thương ghê gớm khi biết được sự thật về thân thế của mình. Không mẹ, được đâu con. Mẹ cứ yên tâm đi, cháu nó lớn rồi, nó sẽ không sao đâu mẹ nhá. Bố ơi, bố. Kìa, đấy, cháu nó già đấy. Mẹ cứ lùi vào bên trong đi. Con nhớ lời mẹ dặn nhá. Dạ, mẹ yên tâm mà. Mẹ. Bố ơi. Bố ơi. Bố ơi. Bố. Con đã vẽ xong bức chân dung của bố, mắt to nhìn thẳng, giống bố lắm. Bố xem có được không ạ? Cũng giống đấy. Dạ. Thế hôm nay đằng ấy không đi học à? Dạ. Hôm nay là chủ nhật mà bố. Quên. Này. À này. Ra đây. Dạ. Này, cho đằng đấy củ khoai. Con không đói à?
Từ ngày bố về đến giờ, bố toàn xưng mình và gọi con là đằng ấy. Chưa một lần xưng bố gọi con à. Ở trong quân ngũ ấy, toàn gọi nhau như vậy thôi, quen rồi. Thôi, cứ để từ từ rồi đằng này sửa nhá. Bố, trong giấc mơ, con chỉ tầm được gọi hai tiếng bố ơi. Và được nghe bố gọi, con ơi, lại đây với bố. Nhưng tại sao? Tại sao bố lại không xưng bố và gọi được bằng con hả bố? Bố. Rồi, cứ từ từ, từ từ rồi mình sẽ sửa nhá. Nhá. Bố hứa. Bố hứa là bố sẽ sửa rồi đấy nhá. Sẽ sửa. Sẽ bố sửa. Ơi, lòng con vẫn mong chờ thao y khát đi. Đón đi, đón bố về cho thỏa ý. Hai chữ thân thương, bố gọi con mỗi ngày sớm chiều. Lại này mưa nắng tại cầu nỗi lòng mẹ con biết âu sầu vẫn âu sầu vẫn sầu cố về và ước mong hôm sớm đi bên đi con hạnh phúc đi tràn hòa vui vẻ. Tốt rồi, tốt rồi. Chú Bảo này. Đấy, bố lại xưng chú rồi ạ. Thế có biết vì sao mà chưa bao giờ chú xưng là bố và gọi cháu bằng con không? Bố, sao vậy hả bố? Vì một lý do hết sức đơn giản. Kìa bố. Chú... Bố ơi, lý do gì hả bố? Chú... không phải là bố đẻ của cháu đâu. Bố, bố ơi, bố ơi, vậy là sao hả bố? Bố. Vì bố đẻ của cháu là một người đàn ông khác, chứ không phải là chú. Bố ơi, vậy bố con ở đâu? Bố con tên là gì, bố ơi? Bình tĩnh đi. Bố cháu cũng là bộ đội. Bố cháu tên là Bường. Hiện nay bố cháu ở đâu thì chú cũng chưa tìm ra. Sao bà bảo cả Bường và Bân đều là tên của bố? Đều là tên của bố cơ mà. Chuyện là như thế này. Ngày ấy vừa mới cưới mẹ Thuyến được mấy ngày thì chú phải lên đường vào Nam đánh giặc. 6 tháng sau, người ta báo tin về là chú đã bị hy sinh. Bà Muộn thương xót mẹ Thuyên quá nên đã ép con dâu mình lấy một anh bộ đội hành quân qua làng. Người đó mới chính là bố đẻ của cháu đấy. Không, con không tin. Để con hỏi bà và mẹ. Được bà ơi, con chính là con đẻ ơi của bố Bường và mẹ Thuyến đây. Được ơi, bà ơi, bà, vậy bố cháu ở đâu ạ? À? Bố cháu tên là gì ở đâu ạ? À? Bố cháu đã hy sinh rồi. Trời ơi, con sao lại thế? Được ơi, được sao lại thế? Được ơi, kìa, cháu. Bình tĩnh đi. Cháu nên nhớ rằng trên đất nước này còn có hàng triệu người đang phải nằm lại chiến trường đây. Không, nhưng tại sao mẹ và bà lại
ơi, con. Vì bà và mẹ không muốn cháu buồn khi biết mình là trẻ mồ côi. Vì bà và mẹ tin rằng bố Bân sẽ về để thay bố Bường làm cha của cháu. Được ơi, bà và mẹ yêu thương con nên mới làm như thế đấy con ơi. Yêu thương thì phải nói thật chứ sao lại nói rồi à? Mẹ xin con được ơi. Bà xin con. Không, được. Con phải đi tìm bố. Được ơi, mẹ xin con ơi. Được ơi, được ơi. Kìa mẹ, mẹ ơi. Mẹ cứ yên tâm, sẽ không sao đâu. Cháu nó cũng lớn rồi mà. Mẹ này, điều quan trọng nhất bây giờ ấy là phải tìm bằng được quê của Bường để đưa mẹ con Thuyến về, nhận anh em dòng họ biết quê hương bản quán. Mẹ có biết quê Bường ở đâu không ạ? Mẹ nhớ mang máng ở Vũ Thư Thái Bình gì đấy con ạ. Vũ Thư Thái Bình? Nhưng không biết rõ địa chỉ hơn một chút thì khác nào mò kim đáy bể hả mẹ? Bác ơi, cháu biết bác ạ. Cháu biết địa chỉ của anh Dư, mà anh Dư là thủ trưởng của anh Bường. Thế nào mà chả biết địa chỉ của anh Bường ạ? Duyên này, dạ. Duyên có thể cho tôi xin cái địa chỉ được không? Anh phải cho em đi cùng thì em mới đưa địa chỉ cơ. Mẹ ạ, vậy sáng ngày mai con sẽ lên đường về Thái Bình mẹ nhá. Báo cáo giám đốc, có vợ chồng anh bộ đội muốn vào gặp anh ạ. Mời vào. Dạ. Nhanh lên anh ơi. Đợi anh. Anh đang cất cái xe đây rồi. Dạ, xin phép vào cho tôi gặp anh Dư ạ. Vâng, tôi Dư đây. Bình tĩnh. Hình như là ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Em cho anh một phút để nhớ. Gặp ở đâu nhỉ? Cô là... Em là Duyên, người làng Yên Bình, anh còn nhớ không? Duyên, người làng Yên Bình. Duyên, Yên Bình. À, tôi nhớ ra rồi. Duyên, người bắt quả tang cậu Bường và cô Huyến. Ý, em bảo này, Thuyến chứ không phải Huyến. Mà chuyện qua lâu rồi, anh nhắc lại, em ngượng chết. Xin lỗi. Thế còn... Dạ, đây là anh Bân, ông xã của em ạ. Chào anh. Dạ, chào anh. Chết, mời hai người ngồi. Dạ. Mời anh. Thế nào, bây giờ làng Yên Bình chắc thay đổi nhiều lắm nhỉ? Dạ vẫn như xưa anh ạ. Chỉ khác là bây giờ không còn cảng báo máy bay và hầm trú ẩn thôi ạ. Thế sao hai người biết tôi công tác ở đây mà tìm? Em tìm anh qua địa chỉ, anh ghi trong cuốn sổ mà anh tặng em ngày xưa. Người làng người ta chỉ em tới đây. Mà từ bộ đội chuyển sang làm giám đốc, oải giả phết đấy. Có gì đâu. Giám đốc, nhưng vẫn là bộ đội. Giám đốc, trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, có gì đâu hả Duyên? Em không biết, nhưng cứ nghe cái từ giám đốc là đã thấy nó to rồi. Oai rồi, oách ra phép đấy. Anh này, nay mới chỉ nghe thôi là đã thấy oai phong. Có gì đâu hả Duyên? Thế hai người trong quê ra tìm tôi
Chắc có việc gì quan trọng hả? À, báo cáo anh, chúng tôi đi thăm người bà con, tiện đường ghé thăm anh và xin anh cái địa chỉ để vào thắp cho cậu Bường một nén nhang hả? Sao? Thắp nhang cho cậu Bường á? Dạ. Nó đã chết đâu mà nhang mới khói. Thế sao người ta nói cậu hy sinh rồi à? Bậy nè. Xin lỗi anh, cậu ấy bom rồi mà không chết, cậu này ấy chắc là sống dài lắm đây. Duyên. Dạ. Đi về. Ok, hai người. Sao lại về hả anh? Tôi đã bảo đi về là đi về, đừng có hỏi. Ok, anh. Ôi, em bảo này, anh ấy còn sống thì càng tốt chứ sao. Nhưng tôi không muốn nhìn mặt nó. Nó là thằng đều, thằng khốn nạn. Kìa, anh Bân, cậu Bường gây nên tội lỗi gì khiến anh giận dữ đến vậy? Thì nó ngủ với người ta. Nó có con với người ta. Tưởng nó đã chết, ai ngờ nó vẫn sống lù lù. Thế mà từng đấy năm qua, nó không vác mặt về xem mẹ con người ta sống chết ra làm sao. Anh Vân, bình tĩnh. Bình tĩnh nghe tôi hỏi đây. Nó ngủ với ai? Nó có con với ai? Chuyện đó anh biết rõ hơn tôi đấy. Xin lỗi anh, việc này tôi không biết. Em bảo. Chuyện này nó tế nhị lắm. Tế nhị cái gì? Cô nói rõ xem nào. Ngủ với Thuyến ở làng Yên Bình. Có con với Thuyến ở làng Yên Bình. Cái chuyện mà anh vừa nhắc lại ngày xưa ấy. Này, có con với Thuyến à? Thằng bé bây giờ càng lớn càng giống anh Bường như đúc vậy. Hay. Tốt. Tốt rồi. Trời thương nó rồi. Bường ơi, mày có một đứa con. Bường ơi, mày có một đứa con. Này, anh bị thần kinh à? Thành thật xin lỗi anh, tôi hơi quá khích. Nhưng nói thật với anh, tưởng đâu rằng số phận khéo cợt đùa, nhưng cậu ấy có một đứa con thì còn gì vui hơn nữa. Anh mừng rỡ hô reo khi biết Bường có một đứa con, mà anh không mảy may xót xa trước thân phận của người con gái đã vấp ngã khi sinh ra nó. Tôi cũng không tìm thấy ở anh một chút xót thương đối với đứa trẻ côi cút thiếu cha, thèm gọi bố ơi cả trong giấc mơ mà cũng không có được. Vì sao? Vì sao thế hả anh? Anh Bân, thành thật xin lỗi anh vì đã gây cho anh một sự hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Hay đó chỉ là sự nghĩ biện của các anh? Cô Duyên. Dạ. Tôi không muốn ở đây nữa. Đi về thôi. Anh, okay. Thì anh... Tôi đã bảo đi về là đi về. Băng. Xung phong. Anh Bường. Băng. Các đồng chí, hãy nằm xuống. Nó thả bom đây. Kìa, các đồng chí, không được chạy. Nó thả bom đây, nằm xuống. Thế nên rồi anh Dư ơi, bộ đội hy sinh nhiều quá. Mẹ ơi, đồng đội của con hy sinh nhiều quá mẹ ơi. Sáng tầng nào treo vắt mèo trên cây thế kia. Toán ơi, đêm qua mày còn nằm bên tao, mày còn nói nhớ mẹ kia mà. Toán ơi. Cánh tay thằng Hào. Cánh tay này chưa một lần cầm tay con gái. Cánh tay này vẫn ôm tao mỗi đêm ngủ kia mà Hải ơi. Chết hết rồi. Các đồng chí, hãy trả tội cho đồng đội đã hy sinh. Băng. Mẹ ơi, con chết mất. Em ơi, anh chết mất. Đấy, Bường của chúng ta đấy.
Tôi thành thật xin lỗi anh và Bường. Cứ để cậu ấy nằm yên một lát, khi tỉnh lại cậu ấy sẽ tỉnh táo như một người bình thường. Khổ thân anh ấy quá, lần đầu tiên em chứng kiến cảnh này. Anh ấy bị như thế này lâu chưa? Từ sau khi bị thương ở mặt trận Đông Nam Bộ, trước đây mỗi ngày cậu ấy lên cơn đến 7-8 lần. Chữa trị mãi, mấy năm gần đây cũng đã dần hồi phục. Nào, đi. Kìa, bình tĩnh. Kìa anh Dư, tôi đến phòng làm việc của anh lâu chưa? Cậu mới đến, nhưng lại lên cơn hoảng loạn. Vậy hả? Giờ không sao rồi, nào. Tôi không nhớ gì cả. Ra để tôi hỏi. Này, cậu còn nhớ làng Yên Bình, nơi đơn vị mình đóng quân trước khi ra mặt trận không? Làng Yên Bình. Đúng vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Làng Yên Bình. Đó là một miền quê nghèo, nhưng toàn người tốt. Tôi vẫn nhớ rõ như in, chẳng sót chút nào. Những chiều chiều bên chiếc cầu ao, mẹ muộn vẫn thường ngồi giặt áo. Rồi đồng đội ta được bà con mời lưng cơm chén cháo. Đến bây giờ vẫn như mới hôm qua anh Dư à. Anh còn nhớ Tuyến không? Tuyến ư? Người ấy đã cho tôi hương vị ngọt ngào của tình yêu và cả nỗi nhục nhã ê chề. Hương vị ngọt ngào của tình yêu và nỗi nhục nhã cứ hòa quyện vào nhau, theo bám tôi đến suốt những năm tháng ở chiến trường. Đâu quên đi năm nào dấu y trong bom đạn, tôi nghĩ vẫn nhớ bóng hình không phai mờ luôn hiện về trong mơ. Ký ức năm xưa mãi không nhưng sự khốn nạn nhất của đời tôi, sự khốn nạn nhất của đời tôi là vô tình thay lòng và ngủ với vợ của đồng đội. Bình tĩnh. Cũng tại cô Duyên, cô ấy nói dối mình, bảo Tuyến là con gái của mẹ một. Mà không, tại tôi tất cả. Bình tĩnh đi Bường. Tôi không bao giờ quên những cái kỷ niệm buồn ấy. Và có lẽ lúc chết cũng không thể nhắm mắt được. Rồi, không sao rồi. Nào, đứng lên. Bường, anh chị ấy ở làng Yên Bình đấy. Sao? Anh chị đây ở làng Yên Bình ư? Đúng vậy. Thế mẹ muộn và Tuyến bây giờ thế nào rồi? Dạ, mọi người vẫn bình thường anh ạ. Vậy thì tốt rồi. Những lúc tỉnh táo, có khi nào anh muốn trở lại nơi đấy để thăm mọi người không? Có chứ anh. Nhiều lúc tôi muốn nhờ anh Dư đưa về thăm họ một lần. Chỉ một lần thôi mà tôi không dám anh ạ. Vì sao vậy?
vì Thuyến còn chồng còn con. Sự xuất hiện của tôi lại làm câu chuyện buồn ngày xưa ùa về. Nỗi đau lại gì mà không khéo lại làm tan nát hạnh phúc gia đình họ. Tôi nghĩ vậy nên thôi, đành gói ghém hình ảnh người xưa, bóng dáng người xưa cất kỹ ở đáy tim anh à. Anh nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng chồng của Thuyến đã không trở về. Sao? Chồng của Thuyến đã hy sinh rồi ư? Anh ấy đã hy sinh rồi. Thế cô ấy bây giờ thế nào? Cô ấy vẫn nuôi con một mình và chờ đợi. Chờ đợi ai hả anh? Chờ đợi anh đây. Chờ đợi tôi? Đúng. Thế còn, còn con cô ấy? Đó chính là giọt máu của anh trước giờ hành quân ra chiến trường để lại đấy. Giọt máu của tôi? Đúng. Là con của tôi ư? Con của anh đấy. Trời ơi, thủ trưởng ơi, em có một đứa con rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con có một đứa con rồi mẹ ơi. Nào, vào đây. Nghe tôi, vào đây. Thuyến, có phải em đó không Thuyến? Dạ, các anh. Anh Dư đấy mà. Thuyến ơi, Thuyến có nhận ra ai đây không? Thuyến ơi, em có nhận ra tôi không? Tôi là Bường đây. Kìa Thuyến, Thuyến ơi, Thuyến. Không, tôi không quen biết các anh. Tôi không phải là Thuyến. Cái Thuyến các anh biết, nó đã chết rồi. Thuyến ơi, em đừng nói vậy. Thuyến ơi, em vẫn đang đứng trước mặt tôi, vẫn với dáng vẻ ngày xưa, mái tóc ngày xưa, ánh mắt đượm buồn và cái nhìn sâu thẳm. Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy, Thuyến ơi, đong mãi trong lòng nghĩ hình bóng ai bao năm còn in ghi dấu trong nghĩa lòng vẫn thầm tình vì thương tôi trộm nhớ ơi ơi à mà để chưa từng tôi chưa từng lãng quên ơi đi dấu đi bao năm trong tôi còn như nghĩ thủa mới ban nghĩ đầu nghĩ. Em vẫn như ngày xưa Thuyến à? Không, trong tôi không còn đọng lại chút gì của ngày xưa nữa. Chuyện xưa tôi đã quên, người xưa tôi cũng đã quên rồi. Kiệt Thuyến, vì sao em lại như thế? Vì sao ư? Vì những gì của ngày xưa chỉ là những chuyện buồn, sự tận cùng của những nỗi đau. Kiệt Thuyến, tôi hiểu. Tôi hiểu em phải gánh chịu những hậu quả nặng nề khi sự việc xảy ra, khi tôi khoác bao lô vào Nam đánh giặc. Thế nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã thuộc về quá khứ. Không, nó vẫn đang hiện hữu trước mặt tôi, khiến tôi không dám ngẩng đầu lên mà sống. Bường ơi, người ta nói là anh đã hy sinh, sao anh còn về tìm gặp tôi trong hoàn cảnh éo le này? Thân tôi một khối hao gầy, đời tôi bất thành, đắng cay tột cùng. Sao còn tìm gặp tôi?
tôi trong hoàn cảnh trớ trêu này. Hoàn cảnh trớ trêu có nghĩa là sao hả Tuyến? Chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau được mà. Không, cách chia sẻ tốt nhất là anh hãy đi đi. Đi đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Chúng ta hãy coi nhau như hai người xa lạ, mà không, phải coi nhau như hai đứa chưa từng sống ở trên cuộc đời này. Đi đi. Thôi được, chúng tôi sẽ đi và mãi mãi không bao giờ quay lại. Kìa, Vương. Thế nhưng tôi có một lời đề nghị. Anh muốn gì? Anh nói đi. Hãy cho tôi gặp thằng bé chỉ một lần thôi. Không, không có thằng bé nào cả. Anh không có bất cứ thứ gì liên quan đến tôi, đến gia đình này. Kể từ ngày anh vào Nam đánh giặc, anh hãy đi đi, các người hãy đi đi. Kìa Thuyến, nhưng người ta nói với tôi rằng em vào Bường có một đứa con đặt tên là Được. Không, thằng Được là con hoang. Thuyến, kìa Thuyến, Tôi đi hoang để kiếm đứa con nhờ cây lúc tuổi già. Thằng Được là con hoang. Bình tĩnh đi em. Ai có hiểu cho tôi, kìa là nỗi đau. Ai có hiểu cho tôi. Bình tĩnh đi em. Tôi là kẻ rõ ràng. Tôi là gái lăng loạn. Bình tĩnh đi nào. Tôi không có chồng. Tôi không có chồng mà lại có con. Thật sự là con hoang. Tôi đi hoang để kiếm được con nhờ cây lúc tuổi già. Đó là con hoang. Thời núa tỷ lệ nghẹn ngào, sáu phần đi số trái ngang. Hỏi trời cao, tại sao, sao lại nghi nỡ bất công. Kéo đùa vẫn phải con tàu ơi ơi à, để xéo sâu mà cho nhau. Anh xin em mà. Đi đi. Nếu các người không đi, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tức khắc. Thôi được, chúng tôi sẽ đi. Xin vĩnh biệt. Bương, cậu không thể bỏ đi như thế này được. Bương, Bương. Thuyền ơi, vừa có ai từ trong này chạy ra phải không? Mà sao con khóc thế này? Con sao thế? Mẹ ơi, Bương chưa chết. Ai nói với con như vậy? Anh Dư và Bương vừa về đây tìm con. Trời ơi, chúng nó đâu rồi? Con đuổi đi rồi. Trời ơi, tại sao con lại đuổi chúng nó đi? Mẹ ơi, nào, anh bân uất ức ghen tuông với cả người đã chết. Nếu biết Bường về đây tìm con, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Mẹ ơi, con sợ lắm. Trời ơi, thằng Bường không chết, có nghĩa là thằng Được vẫn còn có cha. Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội. Trước sau gì, cha con nó cũng sẽ tìm về với nhau. Đời là vậy. Mẹ ơi, mẹ nói vậy nghĩa là con sẽ mất thằng Được ư? Không, không bao giờ con mất thằng Được. Vậy, con phải biết sống thế nào? Giữa một bên là anh Bân và một bên là cha con thằng Được. Trời chuyện ơi. Đó,
con cứ để mẹ lo. Nào, bây giờ con đi tìm chúng nó về đây cho mẹ. Đi đi mẹ. Hiến. Thưa mẹ, chúng con đây ạ. Rồi ạ. Mẹ muốn cha tổ hay anh, sao đến bây giờ mới vác mặt về thế hả? Mẹ, kìa mẹ. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có được khỏe không thưa mẹ? Mẹ khỏe mà. Nào, hai đứa vào đây với mẹ. Ngồi đây. Thuyến, con ra vườn bắt con gà làm cơm mời khách cho mẹ. Ê kìa mẹ, không cần đâu mẹ. Đi đi con. Thế chuyện vợ con của chúng mày đến đâu rồi hả? Mẹ ơi, con được hai cháu, còn cậu Bường vẫn độc thân mẹ. Sao con không lấy vợ hả Bường? Dạ thưa mẹ, con thế này thì ai mà dám lấy ở. Con làm sao? Mẹ ơi, cậu ấy bị thương ngoài chiến trường cho nên mắc chứng động kinh. Trời ơi. Trước kia phải nhốt trong phòng, không ai dám đến gần mẹ. Khổ thân con. Vậy ngần ấy năm ai chăm con hả Bường? Dạ, dạ, có các bác sĩ ở trung tâm điều dưỡng thương binh nặng mẹ. Thế à? Khổ thân con. Dạ mẹ. Dạ con chào bác mẹ. Em chào hai anh ạ. Mẹ định sai con Thuyến đi tìm con về. May quá con lại về đây rồi. Con lại đây. Lại dạ. Đây mẹ giới thiệu. Đây là anh Dư, là thủ trưởng của anh Bường. Dạ. Còn đây là anh Bường, là cha đẻ của thằng Được. Thưa mẹ là chúng con đã gặp nhau dưới Thái Bình rồi mẹ. À ừ nhỉ, mẹ già rồi, đâm lầm cẩm quên đi mất. Có một điều tôi còn giấu hai anh. Đợi hai anh về đây tôi mới nói. Tôi chính là chồng của Thuyến, con của mẹ muộn đây. Bường, con lại đây với mẹ. Về cái nghĩa ở đời, con cũng là chồng của con Thuyến. Dạ thưa mẹ, con không dám ạ. Kìa con. Chị Thuyến. Dạ. Chị dừng tay ra đây mẹ nhờ chút việc. Dạ. Hôm nay có đông đủ mọi người ở đây, chúng ta họp gia đình một chút. Dạ thưa mẹ, con xin phép ạ. Kìa Bường. Bường, trong chuyện này con là người quan trọng. Chuyện cũ ai cũng biết rồi, nên mẹ không nhắc lại nữa. Thằng Bân là chồng của con Thuyến. Thằng Bường có con với con Thuyến. Mẹ tưởng hai đứa đã hy sinh, nhưng đều đã trở về thì đó là đại phúc. Hôm nay có đông đủ ba mặt một nhời. Mẹ muốn biết ý nguyện của từng người để tìm cách giải quyết. Nào, ai có ý kiến trước nào? Dạ thưa mẹ, con xin có ý kiến trước ạ. Kiến cò gì, kiến cò gì? Bác ạ. À. Bác ạ. Thím Muộn. Dạ, em mời bác. Thế mẹ con thím bàn bạc chuyện gì? Sao không thấy gọi tôi? Dẫu sao ấy, tôi cũng là bác ruột của nó trưởng cái dòng họ này. Dạ vâng ạ. Chứ đừng như cái kiểu họ nhà tôm, cái ấy mà lộn lên đầu ấy là không có được. Dạ em không dám ạ. Thì đừng mong dâu diếm, chớ đừng nên lấp liếm cò thế nào. Phải gọi tôi, đừng có nhập nhèm mấy chuyện lôi thôi hôn láo. Dạ. Dẫu sao ấy, xảy mẹ còn chú xảy gì thì sao hả? Dạ. Thưa bác là như thế này ạ. Và thưa mẹ, con xin có ý kiến. Bác và mẹ biết rồi, từ ngày con về, con và Thuyến chưa có một ngày cơm lành canh ngọt. Con phải dọn ra ngoài cánh bãi ven sông để ở. Thú thực, con cũng không còn yêu Thuyến nữa, dù chỉ là một chút thoáng qua. Dạ, cách tốt nhất là con và Thuyến hãy chia tay để giải thoát cho nhau ạ. Con sẽ đi tìm cuộc sống mới của con.
Còn Thuyến, nếu nghĩ đến tương lai của bé được thì hãy về ở với anh Bường. Anh Bường là thương binh nặng, cần có người chăm sóc. Dạ, con đã quyết định rồi, không ai ngăn cấm được con đâu ạ. Cấm làm sao được, ngăn làm sao được. Bác nhất trí với ý kiến của mày. Dạ. Mẹ muốn nghe ý kiến của anh Bường. Dạ thưa mẹ. Thì ra là anh Bường đây đấy à? Dạ chào bác. Thế ý anh thế nào? Dạ thưa bác thưa mẹ, con rất mừng khi nghe tin mình có một thằng bé. Thế nhưng con không đồng lòng với ý kiến của anh Bân. Con không xứng đáng với sự nhường nhịn của anh Bân. Con không xứng đáng với Tuyến. Con không xứng đáng làm cha cháu được. Không xứng đáng, không xứng đáng. Thì tôi hỏi anh, cái lúc anh mà anh đổ hèn. Đây là sự giải thoát cho tôi và Tuyến, chứ không phải nhường nhịn cho anh đâu. Dạ thưa mẹ, lần này con về đây là thăm nhà, thăm mọi người. Và chỉ xin mọi người có một điều, hãy cho con gặp thằng bé chỉ một lần thôi, và không đòi hỏi gì hơn thưa mẹ. Dạ thưa bác, cháu là cháu đồng ý với ý kiến của anh Bân ạ. Thuyến ơi, theo tớ thì Thuyến nên về ở với anh Bường, để cho thằng Cút được nó có cha có mẹ. Dạ còn anh Bân thì con xin phép là sẽ chăm lo cho anh ấy hết phần đời còn lại ạ. Chị Duyên. Dư, mẹ muốn biết ý kiến của con. Dạ thưa, khó quá mẹ ạ. Hai người đàn ông, một người đàn bà, một đứa trẻ. Sự việc xảy ra gấp gáp quá, con cũng chưa biết tính thế nào. Thuyến, mẹ muốn hỏi ý kiến con dâu của mẹ. Ý con thế nào? Mẹ, con... Mẹ đừng hỏi con xin mẹ đừng hỏi con. Kìa Thuyến. Kìa được, về nhà không cho hỏi à? Mặc cái áo tử tế vào. Trời ơi, được con. Sao con lại cởi áo ra thế? Con mặc áo vào đi. Mặc bà nhìn đi, con... đi. Này, cháu, chú đã tìm thấy bố của cháu đấy. Kìa bố, bố con đâu ạ? Bố ơi, bố con đâu ạ? Bố của con đang đứng trước mặt con đây này. Đây. Được ơi, hay lại đây với bố nào. Hay lại đây với bố. Lại đi con. Sao? Ông này mà được là bố ơi. Tôi hả? Kể bà ơi, không phải đúng không bà? Là bố đẻ của cháu đấy. Không phải bà. Hai cha con đến với nhau đi. Không phải. Được cháu ơi. Đấy. Được ơi, bố có lỗi với con nhiều. Kìa, con hãy lại đây nào. Đi với bố đi. Được ơi, hãy lại đây với bố. Được ơi. Được ơi. Ông này không phải là bố tôi. Bố tôi không độc ác như thế. Kìa cháu, thế con. Sao lại nói bố cháu độc ác? Không độc ác mà lại bỏ mẹ con tôi như vậy sao? Kìa được, con ơi đừng nói như vậy con. Được rồi, bố xin lỗi con. Bố xin lỗi con mà. Ông không được chạm vào tôi. Kìa ông phụ đi. Được rồi, bác xin con. Được, ông không phải là bố của tôi. Được rồi. Con đừng nói vậy mà. Ông không phải là bố của được tôi. Được rồi. Tôi là thằng không cha. Được rồi. Tôi là thằng không cha. Được rồi. Được rồi. Vương môi túc nước biếc gieo mình phút thanh tắm ở sông quê
bát ngát anh trăng. Gió đem về hương cau hương bưởi, tôi lại nhớ những đêm hát chèo khi đoàn văn công về trong ngày hội. Nhớ nhất là nàng Châu Lăng đi nuôi bạn thay chồng. Ôi những câu hát sao mà yêu đến thế. Chưa bao giờ tôi nhớ ra quê. Ta mơ ngày nào nghỉ lửa nghỉ đôi nghỉ chung mong nghỉ chung nghỉ hình vào nghỉ xa hôm mi sơ mi bao nhớ thương nghỉ biết đi nghỉ bao nghỉ bao mong nghỉ chờ mà nghỉ nay phải mờ nghỉ ta đâu trách nghỉ trách chi người lầm lỡ nghỉ nay phân ly xa cách đôi đường lòng ta sao cứ vẫn đi vương. Ôi hôm nay ta thấy trong người lạ lắm. Kìa, trên bầu trời có một ngôi sao đang đổi ngôi, vòng nước xoay dưới trăng có màu đỏ máu. À, mẹ ơi bân ơi mẹ, con có làm sao không hả con... Mẹ vừa chợp mắt thì bố con về báo mộng. Ông ấy quát rất to. Bà chạy ra ngay xem thằng Bân có làm sao không. Còn phải bố con về báo mộng. Trên bầu trời có một ngôi sao đang đổi ngôi, và vòng nước xoáy dưới trăng có màu đỏ máu, phải không mẹ? Con làm nhảm cái gì thế hả Bân? Mẹ hãy tha tội cho con đi ạ. Kìa, con lạy mẹ. Con làm gì thế? Con lạy mẹ. Bân ơi, con đừng xúc động vậy. Con sao thế? Mẹ ơi, khi ở chiến trường, con đã biết chuyện Thuyến và Bường rồi mẹ ạ. Chiến tranh kết thúc, con đã quyết định ở trong đó và nhất định không về. Vì không thể tha thứ được cho vợ con nên con tuyệt tình cả với mẹ, phải không? Không phải mẹ ơi, vì con sợ rằng nếu Bường hy sinh mà con cũng không trở về thì con muốn vợ con có đủ thời gian để tìm người đàn ông khác mẹ. Và cuối cùng con cũng đã về đấy thôi. Dạ, vì quỹ thời gian của con không còn được bao lâu nữa. Con nói cái gì thế? Quỹ thời gian của con là sao? Con sao thế? Con không sao. Trời ơi. Kìa mẹ, con không sao đâu mẹ. Con giấu mẹ chuyện gì phải không? Con không sao mà. Mẹ, mẹ ơi. À, tại sao? Con đưa đây cho mẹ xem. Dạ không, mẹ ơi. Có lẽ là đến lúc này con cũng không giấu mẹ nữa.
chuyện gì mẹ ơi? Nhưng mà con không sao mẹ ạ. Con không sao đâu. Con đã bị nhiễm chất độc hóa học rất nặng rồi mẹ ạ. Đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ và vợ con bằng những nỗi đau, bởi sẽ sinh ra những đứa con dị dạng. Nhưng con không sao mẹ. Chồng ơi, con không sao đâu. Tại sao con cứ âm thầm chịu đựng một mình? Con không nói với mẹ, con không nói với mọi người là sao? Sao đời con lại khổ thế? Bân ơi! Mẹ! Giờ đây nghe mẹ mới biết, mới thấu hiểu bao nỗi đau con. Gánh đỡ cho con được nỗi đau này. Mẹ, con xin mẹ đừng khóc nữa, vì nước mắt của mẹ không còn. Con vẫn còn hạnh phúc hơn những đồng đội của con là được về gặp mẹ. Điều động lại trong mỗi chúng ta đó là lòng tốt và đức hy sinh, không phải trong lúc chiến tranh mà ngay cả lúc hòa bình, lòng tốt và đức hy sinh sẽ còn mãi mãi mẹ. Con. Mẹ. Con. Kiệt. Bạn ơi. Con sao thế? Thuyền ơi. Được ơi. Các con ơi. Bạn ơi. Con không sao đâu mẹ. Tôi biết mọi người ở ngoài kia và đã nghe tất cả rồi. Thuyền, hãy lại đây với anh, cho anh được nắm tay em. Thuyền, lại đây với anh. Anh Bân! Em! Chúng mình tha thứ cho nhau, em nhé. Tất cả là do chiến tranh. Chiến tranh em ạ. Anh Bường, hãy lại đây với tôi. Kể anh Bân. Nếu tôi có mệnh hệ gì, hai người hãy về sống với nhau và thay tôi chăm sóc mẹ nhá. Được. Hãy lại đây với bố con ơi. Bố, đến hôm nay con đã được nghe bố gọi hai tiếng con ơi à. Bố đây. Bố. Bố. Mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ ơi. Mẹ. Đây con. Bân. Con thấy mệt quá. Anh Bân ơi. Mẹ cho con ngả vào lòng mẹ đi. Con
hát ru con đi mẹ. Điều còn lại xin khép lại tại đây. Nhà hát Chèo Hà Nội xin chân thành cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị đã dành cho các nghệ sĩ. Một lần nữa xin kính chúc liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2019 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.